Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Những bàn thắng xứng đáng được xem đi xem lại. Rakitic đang được nhiều đại gia Premier League mời gọi, trong đó có Chelsea. Nếu nhìn siêu phẩm này của tiền vệ Croatia thì chúng ta sẽ hiểu tại sao anh lại hot đến vậy. Bàn thắng này được ghi trong trận giao hữu giữa Barca và Chelsea trong hè vừa qua. Hồi đấy, Rakitic đá chính thường xuyên nhưng giờ anh phải làm quen với băng ghế dự bị ở sân Camp Nou. Cùng tổng hợp lại những bàn thắng xứng đáng được xem đi xem lại nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Trong bóng đá, người hâm mộ luôn tỏ ra thích thú mỗi khi được chiêm ngưỡng những cú sút xa thần sầu thành bàn từ khoảng cách hay góc sút khó tin. Câu hỏi được đặt ra là những cầu thủ nào sở hữu cú sút uy lực nhất trong làng bóng đá thế giới? Lịch sử bóng đá thế giới đã xuất hiện rất nhiều pha bóng như thế trên khắp các cầu trường thế giới. Mời các bạn cùng điểm qua những cái tên với các bàn thắng được ghi từ những cú sút mạnh mẽ ấy. Người hâm mộ hẳn không lại gì hoàng đế Adriano với những pha nã đại bác bằng chân trái mà không cần nhiều đà để lập vô số siêu phẩm trong những năm tháng chơi bóng đỉnh cao, nhất là giai đoạn từ 2004 đến 2006. Khi có một tinh thần hưng phấn và đạt được điểm rơi phong độ, Adriano thực sự là một quái vật với những cú sút xa sấm sét bằng chân trái. Cú sút nhanh nhất của anh có vận tốc lên đến 144 km/h. Và đây là bàn thắng trong trận giao hữu cuối cùng giữa Brazil và New Zealand trước World Cup 2006. Cú nã pháo bằng chân trái sở trường từ đầu vòng cấm địa của anh đã bay thẳng vào góc cao, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội nào cản phá. Ngôi sao đang thuộc biên chế Barca, Ivan Rakitic là một trong những cầu thủ có khả năng tung ra những đường chuyền kiến tạo hay kích liệu đối thủ bằng những cú sút xa uy lực. Tiền vệ người Croatia từng sở hữu bàn thắng đẹp mắt trong trận giao hữu với Chelsea tại Rakuten Cup diễn ra trên đất Nhật Bản hồi tháng 7 năm ngoái. Đó là một siêu phẩm sút xa của Rakitic vào lưới những phút bù giờ của trận đấu, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Barcelona. Hậu vệ cánh trái người Brazil Roberto Carlos nổi tiếng với những cú sút xa sấm sét và chính xác. Bàn thắng ấn tượng nhất vẫn là cú nã đại bác kinh điển vào năm 1997, khiến cho thủ thành Fabian Barthez chỉ biết đứng nhìn, đồng thời làm nên cho kiệt tác nghệ thuật để đời của bóng đá thế giới. Bên cạnh đó, Roberto Carlos chưa bao giờ thiếu những cú dứt điểm chân trái cực mạnh như màn tung lưới Mallorca từ khoảng cách hơn 20m trong tình huống này. Trận Paris Saint-Germain đón tiếp Brest trên sân công viên các hoàng tử vào ngày 19 tháng 5 năm 2013. Ibrahimovic đã có một cú sút phạt với tốc độ khủng khiếp từ cự ly hơn 30m, khiến thủ môn Thibaut của Brest dù đã chạm tay vào bóng cũng không thể ngăn được bàn thua. Siêu phẩm này cũng được xem như một món quà cống hiến cho trận đấu cuối cùng của người đồng nghiệp David Beckham khi anh quyết định chọn trận đấu này để chia tay sự nghiệp vẻ vang hơn 20 năm của mình. Trong trận đấu giữa Barcelona và Sevilla ở vòng 2 La Liga 2003-2004, Ronaldinho đã ghi một siêu phẩm sau tình huống rê bóng và sút xa búa bổ. Giữa gần 300 bàn thắng trong cả sự nghiệp, đây là bàn thắng đáng nhớ nhất của Ronaldinho khi ghi bàn đầu tiên cho Barca, đồng thời mở ra thời kỳ của ngôi sao này tại Nou Camp sau bản hợp đồng chuyển nhượng 30 triệu euro. Mùa hè năm 2019, Liverpool đã chấm dứt được mạch không thắng trong loạt giao hữu bằng việc đánh bại Lyon với tỷ số 3-1. Một trong số những pha lập công đó đến từ cú sút chân trái cực kỳ uy lực của Harry Wilson ở cự ly gần 30m. Thủ thành của Lyon đã bay người hết cỡ nhưng cũng đành bó tay bởi đơn giản cú sút quá đẳng cấp.
Với Cristiano Ronaldo, cái tên nổi tiếng của bóng đá thời đại này cũng là một trong những cầu thủ có lực sút mạnh nhất trong thế giới bóng đá. Đa phần thủ môn chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới, trong khi Ronaldo thực hiện các quả đá phạt. Một trong những quả phạt tuyệt đỉnh trong sự nghiệp của anh chính là cú sút mang về bàn thắng thứ 3 cho MU trong trận giao hữu với Euro 11 năm 2007. Ở trận đấu với Inter năm 2014, Ronaldo chỉ cần 10 phút để có bàn dẫn trước nhờ pha lập công của tiền vệ Gareth Bale. Tuyển thủ xứ Wales nhận bóng ở khu vực giữa sân, dẫn thêm vài nhịp trước khi tung cú sút Muley má ngoài bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc, tạo nên đường bay cực dị của trái bóng, khiến thủ thành Juan Carrizo chỉ còn biết đứng nhìn. Tháng 7 năm 2017, Wayne Rooney có trận đấu đầu tiên sau khi trở lại khoác áo Everton lần thứ 2 trong sự nghiệp. Ngay lập tức, anh gây ấn tượng mạnh bằng bàn thắng tuyệt đẹp trước đội bóng Gormahia. Nhận bóng từ khoảng cách khá xa khung thành, Rooney quyết định tung ra một cú sút thẳng và đưa bóng găm thẳng vào lưới Gormahia, sát về cự ly và cách dứt điểm. Bàn thắng này giống bàn thắng đầu tiên Rooney ghi được cho Everton vào lưới Arsenal năm 2002 đến kỳ lạ. Zidane cũng không kém với những siêu phẩm để đời, trong đó có những bàn thắng là kết quả của những cú sút đầy uy lực. Điển hình như pha lập công của huyền thoại người Pháp ghi được trong trận đối đầu giữa Real và Sevilla hồi tháng 5 năm 2005. Nói về khả năng sút phạt, tiền vệ người Brazil Juninho cũng là cái tên thuộc top những cầu thủ đá phạt vĩ đại nhất thế giới. Danh hiệu thần chết trên những điểm cố định dành cho anh đồng nghĩa với việc mỗi khi Juninho đá phạt, chắc chắn sẽ có bàn thắng. Những cú sút đó thường khiến cho các thủ môn cảm thấy mệt mỏi khi dự đoán hướng bóng. Điển hình như cú sút nâng tỷ số lên 6-0 trong trận giao hữu giữa Brazil và Luzern tháng 5 năm 2006, hay quả phạt vẽ lên đường cong hoàn hảo trước khi làm tung lưới thủ thành bên phía Lens. Sau ngày 4 tháng 7 năm 2019, thế giới bóng đá khuyết đi một trong những nét chấm phá nổi bật nhất khi Arjen Robben đã quyết định giải nghệ ở tuổi 35. Ngôi sao người Hà Lan có những tình huống đi bóng và dứt điểm nhìn rất đơn giản, song để ngăn cản được lại là chuyện hoàn toàn khác, nhất là đối với những cú sút uy lực bằng chân trái. Đơn cử như bàn thắng đẹp mắt trong trận giao hữu giữa Dortmund và Real hồi tháng 8 năm 2009. Trận gặp Paris Saint-Germain trong khuôn khổ cúp bóng đá các nhà vô địch quốc tế ICC năm 2017, Christian Eriksen đã góp công bằng một bàn thắng tuyệt đẹp từ khoảng cách 30m, cú sút xa đẳng cấp của tiền vệ người Đan Mạch khiến pha bay người của thủ thành Calvin Trapp chỉ còn tác dụng là tô điểm thêm cho một siêu phẩm bàn thắng này. Khi còn chơi cho Real Madrid, cựu cầu thủ bóng đá người Hà Lan và cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ AC Milan, Clarence Seedorf, từng thực hiện một cú na đại bác từ khoảng cách chừng 40m vào lưới Atletico ở mùa giải 1997-1998. Cú sút tuyệt vời ở đây có thể xem là bàn thắng để đời của cựu cầu thủ này. Vừa rồi là những bàn thắng ấn tượng sau những cú sút đầy uy lực mạnh mẽ như thể muốn xé tung lưới đối phương mà những tên tuổi có tiếng trong giới bóng đá đã từng thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
kia.